Chuyện kể cho bé. Con lừa khôn ngoan. Có một con lừa đang vui vẻ ăn cỏ bên một ngọn đồi mà không hề hay biết rằng có một con sói đang rình nó. Khi con lừa ăn xong và ngẩng đầu lên, nó ngỡ ngàng nhận ra con sói đang đứng nhìn mình. Con lừa biết rằng phải suy nghĩ nhanh nếu như muốn tự cứu lấy bản thân. Nó bắt đầu hét lên như thể mình đang bị thương rất nặng. Nghe tiếng hét, con sói không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên nó đã tiến lại gần và hỏi: "Mày bị sao vậy?" "Một cái gai đâm vào chân tôi, anh có thể giúp tôi lấy nó ra được không?" "Tại sao ta phải làm như thế?" Tại vì điều này có lợi cho anh á. Cái gai nó nhọn, nếu mà anh ăn thịt tôi, cái gai nó sẽ bị kẹt trong cổ họng của anh đó." Nghe cũng có lý, sói chạy lại định giúp con lừa lấy cái gai ra. Tuy nhiên, khi sói đến gần, con lừa đấm cho con sói một cái và nhanh chân chạy trốn. Con sói bị choáng váng và không kịp nhận ra chuyện gì nữa. Nhưng mà sau khi bình tĩnh lại, con sói nhận thấy rằng mình bị mất vài cái răng. Sói cảm thấy vô cùng xấu hổ và thầm nguyền rủa về sự ngu ngốc này của mình. Qua câu chuyện, chúng ta rút ra được bài học là khi gặp tình huống khó khăn, chúng ta hãy bình tĩnh, dùng trí khôn của mình để vượt qua. Bên cạnh đó, cũng đừng bao giờ chỉ biết nghe lời người khác, mà hãy dùng não của mình để phán đoán nhé.